Vô số ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào bạch sắc hỏa diễm đang tuôn ra dữ dội từ trong cơ thể Tiêu Viêm, vừa bộc phát ra liền thu liễm vào trong cơ thể Tiêu Viêm ngay lập tức. Một luồng hơi thở cường đại từ trong cơ thể Tiêu Viêm bùng phát ra, không gian xung quanh dần vặn vẹo do không chịu nổi mà rung chuyển kịch liệt. Thân hình Tiêu Viêm lơ lửng trên bầu trời, sắc mặt đỏ lạ thường, đôi mắt đen nhánh bị một loại năng lượng cuồng bạo che lấp. Loại năng lượng này cho dù là Tiêu Viêm cũng phải âm thầm kinh hãi. Hắn không ngờ rằng việc đồng thời phóng xuất ba loại dị hỏa lại sinh ra năng lượng cuồng bạo đến mức độ này. Khó khăn lắm mới nắm chặt tay, thân thể Tiêu Viêm do chứa đầy năng lượng nên động tác có phần sơ cứng. Tình trạng này kéo dài mấy phút đồng hồ thì Tiêu Viêm mới dần thích ứng. Thiên hỏa tam huyền biến thật bá đạo. Khi thân thể dần thích ứng với loại năng lượng cuồng bạo này, Tiêu Viêm không nhịn được phải hít sâu một hơi. Nếu không phải thân thể của hắn được trải qua rất nhiều lần dùng thiên tài địa bảo rèn luyện, thì đừng nói đem nó phóng xuất ra, chỉ sợ thiên hỏa tam huyền biến vừa thi triển ra đệ nhất biến thì đã bị năng lượng cuồng bạo phản vệ mà thân vong. Hô! Một hơi nhiệt khí từ trong miệng Tiêu Viêm phun ra, khuôn mặt đang đỏ dần tái nhợt, năng lượng cuồng bạo trong cơ thể khi vận chuyển mang đến cảm giác đau đớn cho kinh mạch co rút cũng dần bớt đi. Thân thể Tiêu Viêm những năm qua không biết đã dùng bao nhiêu đan dược và thiên tài địa bảo giúp hắn tẩy luyện gân cốt. Nếu chỉ so về sự mạnh mẽ của thân thể mà nói, cho dù là một ít đỉnh cấp đấu tông cường giả so ra, cũng còn kém hắn. Khó trách lúc trước Đường Chấn nhắc nhở không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không nên thi triển ra để tam biến, thật không sai à. Nắm chặt tay, Tiêu Viêm cảm nhận được lực lượng tràn đầy cơ thể, khóe miệng khẽ nhếch lên. Bất quá khi đau đớn qua đi thì cảm giác thực sự rất tốt, thật cường hãn. Theo Tiêu Viêm dự đoán, thực lực của hắn hiện tại phỏng chừng đã đạt tới là thức tinh đấu tông, mà chính thiên hỏa tam huyền biến đã làm cho thực lực của hắn tăng lên một lúc đến 5 tinh. Thông thường, những trưởng lão phần viêm cốc khi thi triển để tam biến có thể tăng lên 3 tinh, bất quá thiên hỏa tam huyền biến có điểm đặc biệt là lực lượng được tăng phúc hoàn toàn được quyết định bởi độ mạnh mẽ của hỏa diễm bảo phát càng mạnh, thực lực được tăng phúc càng cao. Hôm nay, Tiêu Viêm thi triển đồng thời 3 loại dị hỏa đều là dị hỏa, vì vậy lực lượng được tăng phúc quả thật quá mức khủng bố. Dĩ nhiên hiện giờ được tăng phúc mặc dù sẽ có được lực lượng nhanh chóng lớn mạnh, nhưng ngược lại di chứng để lại tự nhiên cũng sẽ không nhỏ, cũng nhờ thân thể Tiêu Viêm cường hãn hơn xa những cường giả bình thường. Nếu không, lần thi triển này đủ để hắn phải nằm dưỡng thương nửa năm, thậm chí còn lâu hơn. Biến hóa này của Tiêu Viêm đã hấp dẫn sự chú ý của Thiên Hỏa Tôn giả lẫn Thiên Sương Tử. Nhìn thoáng qua, Thiên Hỏa Tôn giả mỉm cười gật đầu. Đối với con bài chưa lật này của Tiêu Viêm thì ngay cả hắn cũng khó có thể nắm bắt hết. Nhưng hắn đồng dạng hiểu được, đừng nhìn người trẻ tuổi này vẻ bề ngoài không biểu hiện ra có điểm nào xuất sắc. Tuy nhiên, thật sự muốn đem hắn đánh chết chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng. Thiên Sương Tử nhìn thoáng qua, hơi nhíu mày nhưng cũng không để trong lòng. Mặc kệ Tiêu Viêm có thi triển ra bí pháp mạnh mẽ hơn nữa, chỉ cần Tiêu Viêm không đột phá đến cấp bậc đấu tôn thì cũng không có khả năng uy hiếp đến hắn. Ở nơi này, khiến cho hắn xem trọng chỉ có Thiên Hỏa Tôn giả đang ở trước mặt. Về phần Tiêu Viêm, cho dù vụ hộ pháp không thể thu thập hắn được, cũng sẽ có Thiên Xà cùng với một vài trưởng lão bên phía Băng Hạ Cốc ra tay. Hắn không tin chỉ một tên nhị tinh đấu tôn. Mặc dù có thêm bí pháp của phần Viêm Cốc, chẳng lẽ có thể cường hãn nghịch thiên đến mức có thể chống lại được bọn họ. Đối với suy nghĩ của lão gia hỏa này, Tiêu Viêm tự nhiên không biết. Đợi đến khi dần thích ứng được cổ năng lượng cuồng bạo trong cơ thể, hắn một lần nữa nắm lấy huyền trọng xích, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía đối diện cách đó không xa, nơi Hắc Vũ đang ngưng tụ cùng với Thiên Xà, vẻ mặt âm trầm ở bên cạnh. Lão hỗn đản, ta hôm nay ta nhất định phải lấy mạng của ngươi. Hắc Vũ ngưng tụ lần nữa bắt đầu khởi động, lộ ra khuôn mặt âm trầm được che kín bên trong. Vụ hộ pháp ánh mắt lạnh như băng nhìn Tiêu Viêm nói, bớt xàm ngôn đi thôi. Bí pháp này cố nhiên có thể làm cho thực lực của ngươi tăng lên không ít, nhưng thủy chung thời gian cũng chỉ có giới hạn. Một khi thời gian tăng phúc đã hết, ngươi cũng chỉ giống như một phế vật mà thôi. Tại đây, ta sẽ đánh chết ngươi. Tiêu Viêm chợt mỉm cười, nhưng nụ cười chứa đầy sát ý. Khẩu xuất cuồng ngôn. Vụ hộ pháp cười lạnh, ngay khi nói xong liền nhìn thấy thân thể Tiêu Viêm khẽ rung lên, trong lòng hắn xẹt qua một chút cảm giác lạnh lẽo. Theo trực giác nhạy cảm, hắn nhanh như chớp liền lui về phía sau. Tại nơi vụ hộ pháp vừa lui về phía sau hai bước, không gian đột nhiên ba động, một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện, ngọn hỏa diễm xanh biếc bao phủ trọng xích trong tay, mang theo một cổ kinh khí đập mạnh xuống. Trọng xích đập xuống trước mặt vụ hộ pháp, mặc dù cho đánh trúng hắn nhưng sức nóng bên trong cũng làm cho sắc mặt vụ hộ pháp đỏ lên. Một kích của Tiêu Viêm thất bại, vụ hộ pháp nhanh chóng lùi lại, nhìn không được toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Lúc trước nếu hắn không phản ứng nhanh lẹ thì sợ rằng sẽ trực tiếp bị một kích của Tiêu Viêm đánh cho thịt nát xương tan. Sau khi thi triển bí pháp, tốc độ tiêu tử này bỗng trở nên nhanh đến đáng sợ, ngay cả ta cũng không bằng.
Mồ hôi lạnh toát ra, vụ hộ pháp không khỏi có chút thẹn quá hóa giận, hét lên giận dữ. Bọn hộ pháp không tin, ngay cả lão dược trần còn không thoát khỏi tay ta, một tên tiểu bối như ngươi lại có thể thoát hay sao? Thủ ấn vụ hộ pháp mạnh mẽ biến đổi, chỉ nghe những tiếng soạt soạt vang lên. Từng đạo hắc sắc xiên xích như bốn phương tám hướng trong hắc vụ bắn ra, từ xa nhìn lại giống như một cái màn nhện khổng lồ, mà vụ hộ pháp thần ở trung tâm màn nhện lại giống như một con ma đầu cực kỳ hung ác. Bách hồn tỏa thiên mãn, một tiếng quát trầm thấp từ trong hắc vụ truyền ra, từng đạo hắc ảnh mang theo tiếng thét chói tai không ngừng từ bên trong hắc vụ xông ra. Những hắc ảnh này vừa xuất hiện liền bám chặt vào những sợi xích bắn ra lúc trước. Ngay khi những hắc ảnh này dính vào, hắc sắc xiên xích giống như những cái miệng rộng dữ tợn đem những hắc ảnh này cắn nuốt. Phía trên lập tức xuất hiện hắc quang quỷ dị. Sau khi cắn đốt hắc ảnh, hắc sắc xiên xích càng lộ ra vẻ quỷ dị, từng đạo hắc sắc xiên xích nhất thời cùng với hắc mang quỷ dị hợp cùng một chỗ, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một đại hắc mãn thoạt nhìn giống như đang còn sống. Hắc mãn toàn thân có vô số xiên xích bao quanh, chỉ nhìn qua tạo cảm giác quỷ dị, hắc vụ vờn quanh tràn ngập một cổ hơi thở lạnh lẽo rất khủng bố, làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Độc. Thanh âm lạnh lẽo bên trong hắc vụ vang vọng truyền đến hướng đại hắc mãn khổng lồ. Ngay lập tức, hắc mãn phóng ra như muốn xé rách không gian, nhanh như chớp hướng Tiêu Viêm vọt tới. Thân thể đang lơ lửng giữa không trung, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh như băng nhìn đại hắc mãn đang lướt đến, mang theo tiếng xé gió chói tai. Khẽ hít một hơi, nắm chặt huyền trọng xích trong tay, thân hình biến tới. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, lấy một loại khí thế như lôi đình lao về phía hắc mãn. Diễm phân về lãng xích. Thân hình vừa động, trọng xích đột nhiên chém xuống. Một đạo mũi nhọn ước chừng là hơn 10 trượng từ đỉnh trọng xích bắn ra, hung hăng chém vào hắc mãn. Từng đợt âm thanh ma sát kim loại vang lên. Tia lửa kịch liệt bắn ra tứ phía, công kích như vậy mà cũng chỉ có thể làm cho thân thể hắc mãn rung lên mà thôi. Lục hợp du thân xích, lục hợp hỏa. Một xích chém xuống, Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm, xích pháp biến đổi một lần nữa chém vào hắc mãn, làm cho những trưởng lão băng hà cốc đang đứng gần đó quan sát, cũng cảm thấy da đầu có chút tê dại. Lần này trọng xích chém xuống làm cho hắc sắc xiên xích trên người hắc mãn, mang theo từng tiếng kêu thảm thiết bắn ra tung tóe. Thân hình Tiêu Viêm ngày càng áp sát cự mãn, hắn bị hắc mãn chào hỏi hai lần, dưới sự thao túng của phụ hộ pháp, chủ động phản kích, chỉ thấy miệng nó hơi mở ra. Hắc vụ sình sệt tuôn ra mang theo vô số tiếng thét chói tai, làm cho linh hồn đau đớn không thôi. Thình thịch. Hắc khí tuôn ra dữ dội, nhưng khi bắn tới thân mình Tiêu Viêm thì đột nhiên ngừng lại. Hỏa diễm màu xanh biếc trong cơ thể Tiêu Viêm bùng phát ra, tạo thành một hỏa tráo bao bọc xung quanh thân thể. Những làn hắc vụ vừa đụng phải hỏa tráo liền bị bốc hơi, tựa như khói trắng, hoàn toàn tan biến. Nhẹ nhàng hóa giải công kích của hắc mãn, thân hình Tiêu Viêm chợt lóe lên, rồi rời xa xa khỏi hắc mang, thu trọng xích vào nạp giới, hai tay nhanh lại như chớp kết ấn, phát ra ánh sáng như ngọc rồi bắt đầu ngưng tụ lại. Khai sơn ấn. Thủ ấn mạnh mẽ, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh như băng, tại chưởng đánh ra mang theo lực lượng cường hãn hung hăng đánh vào trán hắc mãn. Một chưởng đánh xuống trên trán hắc mãn làm phần lớn xiên xích nổ tung, vô số hàn khí bắn ra, thủ tại chưởng, hữu chưởng Tiêu Viêm lại lập tức xuất ra. Phiên hải ấn, tại chưởng khai sơn, hữu chưởng phiên hải, bằng vào thiên hỏa tam huyền biến để tăng phúc thực lực tăng lên một cách khủng bố. Hai quyết của đế ấn quyết trực tiếp được Tiêu Viêm thi triển ra một cách lộ hỏa thuần thanh. Nếu như Huân Nhi nhìn thấy chắc chắn cũng không tránh khỏi một phen kinh hãi. Phiên hải ấn mang theo hấp lực kinh người. Dưới vô số ánh mắt khai khiếp sợ của mọi người hung hăng oanh kích trên đỉnh đầu cự mãn. Thình thịch, thân thể khổng lồ của cự mãn chậm rãi dừng lại. Một lát sau một âm thanh trầm thấp vang lên, chỉ thấy thân thể nó từ từ nát bấy, hóa thành vô số xiên xích bị đã đoạn gãy, mang theo từng tiếng thét thê lương, chói tai, nổ vô tung ra. Phụ hộ pháp hao tổn tâm thần ngưng tụ ra cự mãn thì bị đánh đấu kỹ bá đạo của Tiêu Viêm, hủy diệt không còn. Cự mãn còn chưa làm được gì liền bị Tiêu Viêm dùng thủ đoạn lôi đình tiêu diệt. Cho dù là bản thân phụ hộ pháp cũng không tin vào mắt mình, kinh ngạc nhìn thân ảnh đang ngang nhiên đứng giữa không trung, đồng tử đột nhiên co rút lại. Giữa không trung, thân ảnh Tiêu Viêm từ từ tiêu tán mà không gian trước mặt phụ hộ pháp liền vặn vẹo. Một đạo thân ảnh quỷ dị hiện lên, trên khuôn mặt người trẻ tuổi vừa xuất hiện mang theo nụ cười dữ tợn, một đóa hỏa liên lặng lẽ xuất hiện trên lòng bàn tay. Chưởng thứ nhất, vị lão sư đòi lại. Tiêu Viêm nhè răng cười, hỏa liên nhanh như chớp phóng ra, dưới ánh mắt kinh hãi của vụ hộ pháp hung hăng nện lên thân thể hắn. Thình thịch, một tiếng nổ kinh thiên động địa lần nữa vang lên. Thình thịch, tiếng nổ vang vọng chân trời, biển lửa mênh mông cuồng bạo. Vào giờ khắc này, như quét ngang bầu trời, sóng lửa cuồn cuộn tản ra, nhiệt độ bỗng chốc tăng cao, làm cho tiết trời càng giá lạnh của Diệp Thành dần trở nên ấm áp.
Vô số luồng ánh sáng từ khắp mọi nơi trong thành nhìn lên ngọn lửa đang cuồn cuộn bốc cháy trên bầu trời, trong mắt lộ ra vẻ rung động. Chưa đầy 5 phút sau, Tư Viêm một lần nữa xuất hiện, một kích hoàn mỹ vừa rồi đã triệt để đem cuộc chiến thất bại lúc trước nghịch chuyển. Bằng vào thực lực nhị tinh đấu tông của bản thân lại có thể đánh bại phụ hộ pháp có thực lực bát tinh đấu tông. Chuyện này diễn ra ngay trước mặt mọi người, quả thật là không thể tin nổi. Đẳng cấp đấu tông, thực lực ở mỗi một tinh chênh lệch vô cùng lớn, chuyện khiêu chiến vượt cấp không phải là người bình thường có thể làm được, mà hiện giờ một màn vừa xảy ra trước mắt này khiến không ít người da đầu tê dại. Tên gia hỏa này quá biến thái mà. Đám người thiên xà cũng bởi vì sóng lửa khuếch tán mà lùi lại phía sau một khoảng cách, nhìn biển lửa mênh mông đã khuếch tán khắp nơi, sắc mặt bọn họ có chút biến hóa. Tự Viêm đột nhiên bộc phát ra sức chiến đấu khủng bố như vậy, ngay cả bọn hắn cũng có cảm giác kinh hãi tột độ. Cao cấp đống kỹ này có lực phá hoại thực sự quá mạnh mẽ. Thiên xà quay đầu lại, ánh mắt trao đổi với những tên trưởng lão băng hà cốc, trong mắt thoáng hiện sắc ý. Những người tuổi trẻ này đã có thành tựu bậc này, nếu để hắn có thêm thời gian phát triển, về sau tất sẽ trở thành mối họa lớn cho băng hà cốc, tuyệt đối không thể lưu lại. Một vài tộc nhân Diệp gia ở trong thành nhìn lên trận chiến đấu kịch liệt trên không trung, không nhịn được hít một ngụm lạnh khí, đặc biệt là Diệp Trọng. Trong mắt lại càng có cảm giác khó có thể tin được, hắn cũng không ngờ tới người thanh niên nhìn qua có vẻ bình thường lại có thể bộc phát ra khí thế khủng bố như vậy. Khó trách Hân Lam quả quyết, hắn nhất định có thể cứu Diệp gia ta, người này quả nhiên phi thường. Trên bầu trời, vô số sóng lửa dưới ánh mắt của mọi người rốt cuộc cũng tiêu tán dần, lộ ra cảnh tượng bên trong. Đập vào mắt tất cả mọi người, đầu tiên chính là người thanh niên với quần áo sạch sẽ, tự hồ trận nổ kinh thiên động địa kia không gây cho hắn nửa điểm thương tổn, hơi thở vẫn rất mạnh mẽ làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Mà ở phía đối diện cách đó không xa, một đạo hắc ảnh đang đứng lơ lửng, hiển nhiên là người đã lãnh tròn hỏa vụ kinh khủng kia. Vụ hộ pháp, chẳng qua giờ phút này hắc vụ dày đặc xung quanh thân thể hắn đã tiêu tán hầu như không còn. Mất đi hắc vụ che đậy, thân thể vụ hộ pháp dần hiện ra dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, nổi lên từng trận kinh hô. Là linh hồn thể. Này, hồn điện cũng quá quỷ dị đi. Ngay cả hộ pháp nội điện cũng là linh hồn thể, chẳng lẽ bọn họ thu thập linh hồn ở khắp nơi là vì duyên cớ này sao? Nghe được phía dưới truyền đến từng trận bàn luận xôn xao, ánh mắt của vụ hộ pháp thoáng âm trầm. Lúc trước, hỏa liên của Tiêu Viêm tạo nên vụ nổ đã mạnh mẽ phá hủy đi hắc vụ phòng hộ mạnh nhất của hắn, đồng thời còn làm cho hắn thụ thương không nhẹ. Hỏa diễm xanh biếc tự hồ có tác dụng thiêu đốt linh hồn, khiến cho hắn cảm thấy đau nhức toàn thân. Ánh mắt lóe lên, phụ hộ pháp không cam lòng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong lòng cũng thầm hoảng sợ với lực bạo phát khủng bố vừa rồi của Tiêu Viêm. Nhớ năm đó, hắn lần đầu gặp Tiêu Viêm thì tên tiểu gia hỏa này ngay cả cái tư cách để cho hắn ra tay cũng không có, cũng chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Cho dù hắn mượn dùng linh hồn lực của Dực Trần thì bất quá cũng chỉ đạt tới đấu tông cấp thấp nhất, trong mắt hắn căn bản chỉ là con kiến không chịu nổi một kích. Nhưng hiện tại, kẻ mà trong mắt hắn trước đây chỉ là một con kiến lúc này đã đánh bại hắn hoàn toàn. Nếu không phải ở thời điểm mấu chốt đem hồn khí trong cơ thể hoàn toàn bộc phát, chỉ sợ hắn đã chết ngay lập tức dưới ngọn hỏa liên kia. Tiểu tử này có thể hai lần xông vào hồn điện, quả nhiên là có chút bản lãnh. Phù hộ pháp cắn răng, chuyện hôm nay coi như hắn đã tính sai. Hắn căn bản không thể ngờ đến con kiến trong mắt hắn năm xưa trải qua vài năm tu luyện đã có thể trưởng thành đến trình độ không thể tin nổi này. Xem ra phải truyền tin tức về hồn điện, phái thêm một ít hộ pháp tới. Tâm niệm vừa động, cước bộ phù hộ pháp trong hư không vội vàng lui về phía sau. Ngay khi thân hình hắn chợt lui, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đánh ra một quyền vào chỗ hắn vừa đứng khi nãy. Bị hỏa diễm xanh biếc bao bọc quanh nắm tay của Tiêu Viêm, đánh ra một quyền cực mạnh, không gian xung quanh nổi lên từng đạo sóng gợn. Mất đi hắc vụ, cường giả hồn điện các ngươi liền giống như mạnh hổ mất đi nanh vuốt vậy, không có chút uy hiếp nào. Một quyền thất bại, trên khuôn mặt Tiêu Viêm hiện lên nụ cười lạnh, thân hình rung lên, quỷ dị biến mất. Nhìn thấy thân hình Tiêu Viêm một lần nữa biến mất, trong lòng vụ hộ pháp nổi lên một trận lạnh lẽo. Tên tiểu tử này quá kinh khủng, nếu là hắn còn ở trạng thái đỉnh phong thì có lẽ còn không sợ, nhưng hiện tại trải qua công kích của hỏa liên kia, linh hồn bản thân đã bị tổn thương, không còn theo kịp tốc độ của Tiêu Viêm. Bàn chân đạp mạnh vào hư không, thân hình vụ hộ pháp hóa thành một đạo hắc ảnh lùi lại nhanh như chớp. Nhưng ngay khi hắn vừa lùi lại, vẻ mặt lập tức kinh hãi, vội vàng xoay người, hắc vụ trên bàn tay chuyển động mang theo vô số tiếng kêu thê lương vọng ra, sau đó vang lên từng tiếng thình thịch như muốn nổ tung. Vụ nổ mạnh hình thành, tạo nên làn sóng xung kích khắp bốn phía. Tuy nhiên, khi sóng xung kích đó tiến đến chỗ không gian trước mặt Tiêu Viêm thì bị một bàn tay đầy hỏa diễm xanh biếc đột nhiên đánh ra, đem dư chấn đánh tan, nặng nề đánh lên người vụ hộ pháp. Phanh!
Một quyền mạnh mẽ đánh lên người vụ hộ pháp, nhất thời hắn hét lên thê thảm một tiếng, thân thể hư ảo chập chờn rối nổi, sắc mặt phút chốc trở nên trắng bệch. Một quyền này của Tiêu Viêm nếu không phải nhờ vào linh hồn bạo phát của hắn đã ngăn cản một phần lớn, thì tính mạng của vụ hộ pháp chỉ sợ là chấm dứt rồi. Vụ hộ pháp nương theo dư lực, nhanh như chớp phóng ra ngoài, hét thảm một tiếng. Cuối cùng, nhìn không được mà rống lên. Thiên xà trưởng lão, giúp ta một tay! Tiếng hô vừa mới hạ xuống, thân hình quỷ mị của Tiêu Viêm một lần nữa hiện ra trước mặt vụ hộ pháp, nhẹ răng cười, hung hăng hướng hắn đánh ra một quyền đầy uy lực. Một quyền này nó đánh trúng, vụ hộ pháp nhất định sẽ hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Đông! Một quyền đánh ra cũng không trúng vụ hộ pháp, mà bị một thân ảnh nhanh như chớp hiện ra đón đỡ, hai cổ lực đạo đáng sợ va chạm. Trực tiếp hóa thành khí lãng, quét tán rộng ra xung quanh. Người trẻ tuổi, sát khí sao lại nặng như thế? Thiên xà chống xà trượng, bàn tay lão cắt cao nắm chặt lấy tay Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Rốt cuộc, ngươi vẫn không nhìn được sao? Nhìn thấy thiên xà ra tay, khuôn mặt Tiêu Viêm dần trở nên âm trầm. Cười lạnh một tiếng, một cước đạp ra, kinh khí bén nhọn theo mũi chân ngưng tụ thành đao phong. Phanh! Thiên xà bình tĩnh, xà trượng trong tay quỷ dị nhấc lên đỡ lấy một cước của Tiêu Viêm. Thân hình chợt lui về phía sau mấy bước, thuận tay đem vụ hộ pháp đang ở phía sau mang đi. Thiên xà trưởng lão, giúp ta bắt tên tiểu tử này lại, hồn đệ nhất định sẽ hầu tạ, còn nếu như người cảm thấy phiền phức có thể kéo dài thời gian cũng không sao. Ta đã gửi tín hiệu, tin tưởng không lâu sau, cường giả hồn đệ nhất định sẽ đến tương trợ. Đến lúc đó, tên tiểu tử này, cho dù có mọc thêm cánh cũng không thể chạy thoát. Phụ hộ pháp oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, ngữ khí lạnh lành nói. Chuyện cho đến bây giờ, hắn coi như đã hiểu, lấy lực lượng một người, căn bản không thể bắt được Tiêu Viêm. Thậm chí, nếu là đơn đả độc đấu, chỉ sợ còn có khả năng phải chết dưới tay Tiêu Viêm. Lúc trước, nhiều lần hắn đã rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm, nếu không nhờ vận khí, chỉ sợ đã sớm chết thảm tại chỗ. Đối với lời nói của vụ hộ pháp, thiên xà mỉm cười gật đầu. Đối với thế lực cường hãn của hồn điện, nếu có thể kết giao, lợi ích có được tất nhiên sẽ không nhỏ. Hơn nữa, hắn hiện giờ lại ma sát tâm muốn hại Tiêu Viêm. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của phụ hộ pháp. Phụ hộ pháp yên tâm, người này giao cho băng hà cốc chúng ta là được rồi. Thiên xà khẽ cười, ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Viêm, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, nói, băng huyền, băng hoa, tiểu tử này rất cổ quái, hai người các người bằng tốc độ nhanh nhất đem tiểu tử này bắt lại cho ta. Hai cả trưởng lão băng hà cốc ở một bên cạnh nghe vậy, chợt ngẩn ra có chút chần chờ nói, xà lão, nơi này có nhiều người như vậy, ba người chúng ta lại ra tay đối phó với một tên tiểu bối, có phải là có chút không ổn hay không? Tiểu bối. Nghe vậy thì xà lạnh lùng cười, nhìn hai người nói, cho dù để cho hai người các ngươi liên thủ đối phó với tên tiểu tử này, chỉ sợ cùng lành ít dữ nhiều. Các ngươi còn dám bảo hắn là tiểu bối. Băng huyền, băng hoa sừng sốt, có chút xấu hổ, lấy thực lực vừa đạt tới thất tinh đấu tông của hai người, so với phụ hộ pháp cũng không kém bao nhiêu. Mà kết cục thê thảm của phụ hộ pháp lúc trước bọn họ cũng đã nhìn thấy, nếu không có thiên xà xuất thủ e rằng đã chết ở trong tay Tiêu Viêm. Cho nên, đối với lời nói của thiên xà lúc này, bọn họ quả thật không thể phản bác, dù sao sự thật đã rõ ràng như thế còn gì. Hai người liếc nhìn lẫn nhau, cắn răng gật đầu, thân hình băng huyền, băng hoa vừa động liền hợp cùng với thiên xà, tạo thành thế chân bạc vây Tiêu Viêm ở giữa. Hơi thở sắc bén từ từ tập trung trên người Tiêu Viêm. Nhìn thấy một màn này, trong dịp thành nhất thời truyền ra một vài tiếng hô kinh ngạc. Ba vị trưởng lão băng hà cốc lại cùng liên thủ đối phó với một thanh niên trẻ tuổi sao? Miệng lưỡi của người đời chỉ là hư ngôn, danh vọng chân chính chỉ có thể ở trong tay mình. Để ý đến mấy cái hư danh đó thì sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi. Thiên xà cũng không thèm để ý đến những tiếng kinh hồn ngạc nhiên kia, ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Sau khi sử dụng thiên hòa tam huyền biến, bất ngờ quả thật là ngươi rất mạnh, nhưng mà thủy chung cũng không thể thay đổi kết cục ngày hôm nay của ngươi đâu. Nếu như ngươi thức thời, chỉ bằng hệ sớm thúc thủ chịu trói, sẽ bớt được một chút đau khổ. Nghe thiên xà nói thế, Tiêu Viêm chỉ cười nhạt, ánh mắt đảo qua xung quanh, sắc mặt từ từ trở nên ngưng trọng. Hai gã thức tinh đấu tông, một gã đấu tông đỉnh phong, đội hình này quả thật giết hắn không khó. Bất quá, đó là dưới tình huống Tiêu Viêm không có tung ra át chủ bài của mình. Nhưng đáng tiếc, sắc mặt dần bình tĩnh trở lại, hai tay Tiêu Viêm khẽ hợp lại, kết xuất từng đạo thủ ấn kỳ dị. Theo từng đạo thủ ấn biến đổi, nhiệt độ xung quanh cũng nóng dần lên, đột nhiên Tiêu Viêm hô to. Ngũ Luân, Ly Hỏa Pháp. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp chính là tuyệt học thành danh của Thiên Hỏa Tôn giả. Tiêu Viêm chưa bao giờ thi triển triệt để đấu kỹ này, hơn nữa theo như lời của Thiên Hỏa Tôn giả, uy lực của đấu kỹ này được cho là có thể so sánh với thiên gia đấu kỹ. Tiêu Viêm cũng chưa từng thử qua, nhưng hôm nay với tình thế nguy hiểm này cũng đành phải mạo hiểm thi triển ra. Trong lòng Tiêu Viêm khẽ quát lên một tiếng, thủ ấn cũng đột nhiên ngừng lại, bàn tay nắm chặt, một luồng thâm lam hỏa diễm từ từ lượn lờ trong lòng bàn tay. Thâm lam hỏa diễm này tên là Hải Ma Viêm, cũng không phải là dị hỏa, mà chỉ là một loại thú hỏa có uy lực tương đối lớn mà Tiêu Viêm thu thập được.
Thú hỏa này lấy từ thân thể hải ma thú cấp 7, uy lực cũng có chút không kém, đương nhiên không thể nào so sánh cùng với dị hỏa, chẳng qua hiện nay Tiêu Viêm muốn thi triển ngũ luân ly hỏa pháp, thứ này lại không thể thiếu. Thâm lam hỏa diễm xuất hiện, chợt nhanh chóng, bành trướng, ngọn lửa ngưng tụ, vặn vẹo trên không gian, sau một khắc liền hóa thành thâm lam hỏa lang lớn chừng 10 trượng. Ngũ luân ly hỏa pháp, nhờ sử dụng 5 loại hỏa diễm ngưng tụ thành lang báo sư hổ thuồng luồng, khi 5 loại hỏa linh đều xuất hiện mà có thể tổ kiến thành ngũ luân ly hỏa trận, uy lực càng lúc càng cực kỳ đáng sợ. Chẳng qua duy nhất có chút đáng tiếc chính là trong 5 loại hỏa linh, Tiêu Viêm chỉ có thể ngưng tụ ra 3 loại dị hỏa hỏa linh, mà việc đó khiến cho uy lực ngũ luân ly hỏa trận có chút suy giảm. Nhưng dù vậy, với uy lực này cũng đủ để thiêu đốt cả bầu trời. Ngưng tụ ra hỏa lang chi linh, thủ ấn Tiêu Viêm lại tiếp tục biến đổi. Một quả hỏa hồng châu lặng yên chảy xuống lòng bàn tay, trên bầu trời chùm tia sáng bắn xuống trực tiếp làm cho trên lòng bàn tay của Tiêu Viêm hiện lên một luồng bạch sắc hỏa diễm. Tâm thần thao túng luồng bạch sắc hỏa diễm nhanh chóng vặn vẹo, trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa ngưng tụ thành một đầu hỏa báo chi linh. Lấy năng lực khống chế hỏa hiện giờ của Tiêu Viêm hơn nữa tu luyện trong Lộng Diễm Quyết, đủ để đạt tới yêu cầu ngũ luân ly hỏa pháp, ngưng tụ 5 loại hỏa linh, đối với hắn mà nói cũng không khó. Hai đầu hỏa lang, hỏa báo, hình thể khổng lồ, dữ tợn đứng ở trước mặt Tiêu Viêm, đối với đám người thiên xà cúi đầu gầm lên một tiếng, mà cử động của Tiêu Viêm lần này cũng làm cho đám người thiên xà vừa có chút kinh nghi, lại vừa có chút không rõ ràng lắm mục đích của hắn. Ở trên trời khi đám người thiên xà kinh nghi, thủ ấn Tiêu Viêm lại nhanh chóng biến ảo, lam sắc vô hình chi sắc, đến cuối cùng xâm bạch sắc hỏa diễm đều chậm chậm từ bên trong lòng bàn tay búng ra. Khi ba loại dị hỏa xuất hiện, nhiệt độ phiến thiên địa này đột nhiên tăng cao, cái lồng hàn khí bao phủ Diệp Thành cũng kịch liệt dao động, chẳng qua cũng may có phần đông đệ tử Băng Hà Cốc liên tục cung ứng hàn khí. Bởi vậy mới khiến cho cái chắc hàn khí không bị nứt toác ra. Đối với ba loại dị hỏa này, trình độ thuần thục của Tiêu Viêm so với hai loại dị hỏa trước kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, bởi vì khi cuối cùng ngưng tụ thành ba loại hỏa linh cũng chưa tiêu hao tâm thần của hắn quá lớn, ngắn ngủn mấy phút thời gian, sư tử hổ báo thuồng luồng, ba loại hỏa linh trông rất sống động, từ bên trong dị hỏa bốc lên, sinh ra từ lửa đỏ, hiện ra trong thiên địa. Khi năm loại hỏa linh xuất hiện, không gian phiến thiên địa này đột nhiên sóng gió kịch liệt nổi lên, nguyên bản năng lượng thiên địa đang im lặng lúc này cũng giống như bị lôi kéo, trở nên ba động cực kỳ dữ dội. Trong thiên địa đột nhiên xuất hiện biến hóa cũng đưa tới kinh nghi của vô số người. Sau đó một lúc lâu, vô số ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về phía năm đầu hỏa linh thật lớn ở bên cạnh Tiêu Viêm. Năm đại giao hỏa này vừa mới xuất hiện, trong thiên địa liền nổi lên biến hóa, hiển nhiên hai người này tất nhiên có liên hệ. Ngũ luân ly hỏa pháp, không nghĩ tới tiểu giao hỏa này tại lúc bất chi bất giác cư nhiên đem nó tu hành tới trình độ như vậy. Ha ha, hắn tu luyện đấu kỹ kia cũng có thể miễn cưỡng xem như ta truyền thừa một ít đi. Thiên hỏa tôn giả cũng bị thiên địa rung động như vậy, đem ánh mắt hấp dẫn, lúc nhìn thấy năm đầu hỏa linh quen thuộc, trong mắt nhất thời xẹt qua một chút kinh ngạc, chợt khóe miệng hiện lên nụ cười vui mừng. Băng Hà Cốc hành sự cũng thật xứng đáng với hai chữ ti tiện, lừa gạt lão phu không nói, hiện giờ lại muốn lấy nhiều khi ít, thật uổng cho mang danh đại phái. Thiên hỏa tôn giả đưa mắt nhìn thiên xương tử ở trước mặt, nhạt giọng nói, thắng làm vua thua làm giặc, Băng Hà Cốc ta hành sự chỉ cầu kết quả, không cầu quá trình. Đối với thiên hỏa tôn giả châm chọc, thiên xương tử cũng chỉ cười nói, chẳng qua tiểu tử này bề ngoài đích thực vượt xa dự liệu của ta, nhưng lúc này đây hắn sẽ không còn có vận may che chở. Đối với thực lực của thiên giả, thiên xương tử là rõ ràng nhất. Tuy nói lần trước hắn thất thủ, nhưng nguyên nhân là do thiên hỏa tôn giả, huống chi hiện giờ còn tăng thêm hai gã Băng Hà Cốc trưởng lão hiệp trợ, ba người bọn họ liên thủ dưới đấu tôn dường như không người nào có thể cùng chống lại, đừng nói là Tiêu Viêm. Thiên hỏa tôn giả từ chối cho ý kiến, hai người này thân hình lơ lửng ở giữa bầu trời, càng làm cho người khác nhìn không thấu. Các địa phương khác đều bùng phát đại chiến, nhưng vòng chiến của bọn hắn bên này lại hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhiều nhất. Nhưng từ sau hai người đối diện, lúc này lại như hai cọc gỗ, đối mắt không có nửa điểm dấu hiệu động thủ. Đương nhiên hành động lúc này tự nhiên là bình thường trong mắt cường giả chứng kiến, một ít người có nhãn lực chân chính ắt hẳn có thể hiểu được. Thiên hỏa tôn giả cùng thiên xương tử mới vừa rồi đang chiến đấu hung hiểm, hơi thở song phương đều hướng tới đối phương tập trung chặt chẽ. Chỉ cần hơi thở đối phương bởi vì ngoại vật mà có chút dao động, lập tức sẽ tấn công như gió bão. Cường giả đấu tôn không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền như bão táp mưa xa. Thiên địa biến hóa như vậy tự nhiên cũng khó thoát khỏi cảm giác của đám người thiên xà, lập tức sắc mặt hơi đổi, ánh mắt hơi trầm xuống nhìn xung quanh thân Tiêu Viêm cùng năm đầu hỏa linh kia, không cần tiếp tục trì hoãn, động thủ đi. Trong lòng hơi có chút không yên, sắc mặt thiên xà âm trầm đập mạnh, xài trượng trong tay trầm giọng nói. Nghe được lời nói của thiên xà, băng huyền băng hoa cũng khẽ gật đầu, bàn tay cũng cùng vung lên một lúc.
Hàn khí lạnh như băng nhanh chóng tuôn ra, chợt hóa thành hai thanh băng kiếm, lóe ra ánh sáng chói mắt, hàn khí lạnh thấu xương không ngừng thẩm thấu ra. Năm đầu hỏa linh bám víu chuyển động quanh thân Tiêu Viêm, hỏa diễm nóng bỏng không ngừng từ trên người hắn tuôn ra, nhiệt độ cực nóng kia ngay cả không gian cũng xuất hiện một chút vặn vẹo. Xuy, thân thể Tiêu Viêm ở bên trong hỏa linh, sắc mặt bình tĩnh, một lát sau lông mày nhướng lên, một luồng khí sắc bén từ sau lưng Hàn Phong dữ dội lướt qua, nhắm thẳng đến chỗ yếu hại. Đối mặt với cỗ kình khí đột nhiên từ hướng Hàn Phong tấn công, thân thể Tiêu Viêm vẫn không nhúc nhích. Một bên lang bảo hỏa linh lại phát ra một trận rít gào trầm thấp, hai cổ hỏa diễm từ trong miệng phun ra chống đỡ cỗ hàn khí đang lao đến. Ngũ luân ly hỏa pháp kết trận, đột nhiên thời cơ bạo phát cũng phá vỡ sự giằng co trong phiến không gian. Trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một chút lãnh đạm, thủ ấn đột nhiên nhanh chóng biến đổi, một tiếng quát từ trong miệng mạnh mẽ phát ra. Khi tiếng quát của Tiêu Viêm hạ xuống, thân thể năm đầu hỏa linh nghe vút một tiếng mạnh mẽ lao đi thành hình dạng ngũ giác, đem phiến không gian phạm vi 100 mét đều bao phủ. Giống, tiếng giống trầm thấp từ trong miệng năm đầu hỏa linh truyền ra, chợt năm đạo hỏa trụ màu sắc hoàn toàn bất đồng từ trong miệng chúng bạo xuất, sau đó trực tiếp bắn vào trong cơ thể đối phương, hình thành một cái hình dạng ngũ giác quang hoàn mỹ. Xuy xuy, hỏa trụ truyền vào thể nội, bên trong ngoài thân thể năm đầu hỏa linh cũng bạo xuất một luồng ánh sáng như ngọc, từng cột sáng từ thể nội hỏa linh bạo xuất chợt giao nhau hóa thành một đạo ánh sáng, vạch ra một đại trận có quỹ tích huyền dị. Vệt sáng giao nhau vạch ra, trong khoảng thời gian ngắn trên bầu trời liền hình thành một cái quang trận cực kỳ rườm rà phức tạp. Quang trận mới vừa ngưng tụ, màn lửa ánh sáng ngọc liền dữ dội lướt xuống, trực tiếp đem phương viên 100 mét thiên không bao phủ, mà ba người thiên xà cũng bị bao bọc bên trong màn lửa. Đột ngột xuất hiện biến hóa cũng làm cho sắc mặt ba người thiên xà khẽ biến, thân hình vừa động liền ngưng tụ một chỗ, ba người bàn tay huy động, hàn khí bàng bạc bùng phát ra, sau đó hung hãn bắn phá trên bốn phía màn lửa, nhưng hiệu quả tạo được lại chỉ khiến cho màn lửa hơi dao động mà thôi. Về phần hàn khí kia khi tiếp xúc một lát liền tự động tiêu tán. Xà lão, đại trận này năng lượng thuộc tính hỏa bên trong quá mức dữ dội, đấu khí bên trong thân thể chúng ta nhận lấy áp chế quá lớn, cảm nhận được thực lực trở nên yếu đi không ít, sắc mặt băng huyền cũng biến đổi nói. Thiên xà sắc mặt âm trầm, ánh mắt âm hàn dày đặc nhìn thân hình Tiêu Viêm cũng trở nên đại trận, điềm nhiên nói, không có gì phải cần lo sợ, mặc kệ thủ đoạn tiểu tử này nhiều hơn, tuyệt đối không có khả năng đánh bại ba người chúng ta, cho nên không cần loạn lên. Tiêu Viêm nhìn ba người thiên xà trong vòng vây của đại trận cười lạnh nói, vậy cũng không nhất định. Thanh âm hạ xuống, Tiêu Viêm thủ ấn vừa rồi đột nhiên lần nữa biến hóa, mà theo biến hóa thủ ấn màn lửa xung quanh từng đạo dao động, trượt từng luồng ngũ sắc hỏa diễm đẹp xen lẫn vào nhau hiện lên, liên tục không ngừng tuôn ra, sau đó hóa thiên hỏa hải. Ánh sáng chói mắt tràn ngập đại trận, ngũ sắc hỏa diễm cực kỳ đẹp mắt, nhưng khi các luồng hỏa diễm này xuất hiện, mặc dù lấy thực lực thiên xà sắc mặt cũng trở nên khó coi, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận bên trong đại trận hỏa diễm này có một loại lực lượng hủy diệt không hề tầm thường. Ba loại dị hỏa, một loại thú hỏa, một loại dung hỏa kỳ dị, năm loại hỏa diễm cùng dung hợp công kích. Kết quả cuối cùng tạo ra chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ mới có thể hình dung. Ly hỏa phần thiên. Sắc mặt Tiêu Viêm lạnh băng, đấu khí trong cơ thể hắn bùng phát không ngừng, tiến vào màn lửa đang bủa quanh. Hắn hướng bàn tay xuống, chỉ nhóm ba người thiên xà ở bên dưới, ngũ sắc hỏa diễm vô cùng đáng sợ kia tựa như một đầu mãnh thú hung tợn, mạnh mẽ lao đến bọn ba người thiên xà, khiến cho không gian xung quanh trở nên vặn vẹo. Hiện giờ Tiêu Viêm đang thi triển thiên hỏa tam huyền biến, thực lực đã đạt tới thất tinh đấu tông, cùng thiên xà chênh lệch cũng không bao nhiêu, hơn nữa hiện giờ ngũ luân ly hỏa pháp bạo phát sức chiến, mặc dù là thiên xà trong lòng cũng không khỏi lâm vào hoảng sợ. Nhìn thấy ngũ sắc hỏa diễm đẹp mắt, từng lớp mạnh mẽ bổ tới, sắc mặt thiên xà hơi đổi, hai người băng huyền phía sau, da đầu lại càng tê dại. Ở bên trong đại trận hỏa diễm đẹp mắt, bọn họ cảm nhận được một loại lực lượng hủy diệt cực kỳ dữ dội. Lực lượng hủy diệt bực này, mặc dù thiên xà cường hãn, nếu không nghiêm túc đối phó, chỉ sợ chỉ có thể ngã xuống đường trường. Tới giờ phút này, vị thiên xà trưởng lão trong lòng ngạo ý 10 phần, cũng không khỏi không chân chính thu hồi khinh thị của hắn đối với lại được Tiêu Viêm. Ngũ sắc hỏa diễm quét ngang trời một cách hoa mỹ với nhiệt độ rất lớn, khiến cho cả không gian không ngừng vặn vẹo, bất cứ ai nhìn vào cũng đều mơ hồ không thấy rõ. Quay qua nhìn về phía ngũ sắc hỏa diễm kinh khủng kia, vô số người bên Diệp Thành đều có chút biến sắc, mặc dù có màn ngăn cách ngọn lửa, bọn họ vẫn như trước có thể cảm thấy cỗ lực lượng cuồng bạo làm lòng người kinh hãi, khó tưởng tượng được nếu bản thân ở vị trí của đám người thiên xà thì cảnh tượng sẽ ra sao. Đáp án này nếu như chưa từng trải qua, có lẽ ai cũng không thể rõ ràng, mặc dù là người ngu xuẩn cũng có thể biết, cái loại cảm thụ này tất nhiên sẽ không có nửa điểm dễ chịu. Đương nhiên, cũng đúng như sở liệu của mọi người, ở bên trong quang trận khổng lồ, sắc mặt ba người thiên xà lúc này cũng trở nên dị thường khó coi, cái loại lực lượng hủy diệt che giấu bên trong
Huyễn Lệ Hỏa Diễm giống như một quả độc châm ẩn núp bên trong bóng tối, làm cho trong lòng bọn họ không ngừng xuất hiện hàn ý. Già lão làm sao bây giờ? Băng Huyền nuốt nước miếng một cái, sắc mặt mơ hồ có chút kinh hoàng. Biển lửa do ngũ sắc hỏa diễm kia tạo ra quá mức kinh khủng, mặc dù bản thân ba người rơi vào trong đó chỉ sợ ngoại trừ Thiên Giả, hắn cùng với Băng Hoa cũng đều có kết cục không tốt. Bọn họ tu hành đấu khí hàn băng, hiện giờ vừa lúc bị ngũ sắc hỏa diễm khắc chế xích sao, nếu không thi triển thủ đoạn mà nói, chỉ sợ lúc hỏa diễm này tới người thì chính là lúc bọn họ chết tại nơi này. Sợ cái gì? Thiên Giả sắc mặt trầm xuống, lạnh lẽo khiển trách một tiếng, chợt trầm giọng nói, hắn có trận pháp chẳng lẽ băng hà cốc chúng ta không có sao? Kết băng hà trận cho ta, lực bộc phát từ trận pháp này của hắn quả thực rất mạnh, nhưng có lẽ sẽ không thể kéo dài được lâu, chờ cho đến khi thiên hỏa tam huyền biến tan mất thì đại trận của hắn tự nhiên sẽ tự sụp đổ, đến khi đó giết chết hắn chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay sao? Hôm nay Thiên Giả xác thật không hổ danh là cường giả nổi tiếng đan vực, mặc dù cục diện như vậy vẫn như trước không hề có vẻ bối rối, ngược lại một lời phát ra chính là nói vào điểm chí mạng nhất của Tiêu Viêm. Nghe được Thiên Giả khiển trách, Băng Huyền cùng với Băng Hoa sắc mặt cũng đỏ lên, liên tục gật đầu, hai người cước bộ xê dịch, bước theo phương vị trận hình, hàn khí lạnh như băng liên tục không ngừng từ trong cơ thể hai người trào ra. Thiên Giả sắc mặt âm trầm nhìn vào chằm chằm Tiêu Viêm ở xa xa, xà quải trong tay đập thật mạnh trong hư không. Hàn khí bàng bạc lạnh như băng cũng từ trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, sau đó cùng với hàn khí hai người kia dung hợp cùng một chỗ, trực tiếp ngưng tụ thành một mảnh hàn băng kính trắng nõn, đem ba người che chắn bên trong. Hàn băng kính trắng nõn kia hoàn toàn do đấu khí bàng bạc của ba người kia không ngừng sinh sôi ngưng tụ thành, lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, mặc dù là một cường cường giả đấu tông thi triển toàn bộ lực lượng, sợ rằng cũng có chút nan giải khi công phá. Lúc băng kính ngưng tụ thành thì biển lửa ngũ sắc hỏa diễm rốt cục đột nhiên đánh tới, sau đó bên trong mảnh liệt hỏa hừng hực, đem hàn băng kính vây lại, thổi quét tới. Ngũ sắc hỏa diễm mới vừa đụng chạm vào hàn băng kính trắng noãn, đột nhiên bạo xuất tiếng vang suy suy, vô số hàn vụ màu trắng không ngừng từ trên mặt hàn băng kính khuếch tán ra, điên cuồng chống đỡ ngũ sắc hỏa diễm thiêu đốt. Suy suy, từng giọt thủy dịch băng hàn không ngừng từ phía trên băng kính hiện lên, sau đó theo băng kính chảy xuống, ngũ sắc hỏa diễm từ bốn phía cuồn cuộn nhanh chóng nung thành hư vô. Bên trong quang trận khổng lồ chỉ toàn là biển lửa, hoa mỹ tràn ngập, mà vị trí bên trong biển lửa, băng kính tuyết trắng đang trôi nổi bên trong đó. Trong lúc mơ hồ có thể thấy ba thân ảnh trong đó, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lùng, không ngừng nhìn chăm chú vào giọt nước hòa tan nổi trên mặt băng kính, khóe miệng lại hiện lên một chút cười lạnh. Năm loại hỏa diễm dung hợp trình độ này mặc dù là Tiêu Viêm cũng cảm thấy kinh ngạc. Tuy nói hắn cùng với Thiên Xà xác thực ở giữa có chênh lệch không nhỏ, nhưng nhờ vào thiên hỏa tam huyền biến cho đến hiện giờ ngũ luân ly hỏa pháp, chênh lệch đã thu nhỏ tới mức thấp nhất, mà hắn đến giờ phút này muốn ngạnh kháng ngũ sắc hỏa diễm lại chỉ có thể gọi là tự mình chuốc lấy cực khổ. Biển lửa ngũ sắc hừng hực thiêu đốt, nhiệt độ khủng bố làm cho không gian bên trong trận trở nên vặn vẹo cực độ, thậm chí trong lúc mơ hồ còn từng đạo dấu vết đen nhánh từ không trung xuất hiện thâm ở trong biển lửa. Băng kính tuyết trắng vốn dày tầng tầng lớp lớp cũng dần dần hòa tan. Các loại tốc độ hòa tan mặc dù có ba người Thiên Giả trong đó duy trì, sức mạnh cũng không nhịn được một chút biến nào, bởi vì nguyên nhân thuộc tính tương khắc, lực phá hoại của ngũ sắc hỏa diễm dường như đạt tới trình độ vô cùng kinh khủng. Giả lão tiếp tục như vậy, đấu khí tiêu hao quá lớn, nó không chừng đợi thời hạn của bí pháp tiểu tử kia đến, chúng ta không thể chống đỡ. Song trường băng huyền duy trì trên đỉnh đầu băng tầng, hàn khí theo cánh tay liên tục không ngừng dũng mãnh tiến vào trong đó, nhưng dù vậy hắn vẫn như trước có thể cảm nhận được một loại nhiệt độ vô cùng cuồng bạo nóng bỏng đang từ từ thẩm thấu. Thiên Xà sắc mặt âm trầm bất định, hắn đã xem thường lực phá hoại của ngũ sắc hỏa diễm. Băng kính vỡ tan thì đem băng tôn lực trong cơ thể bọn người đều truyền vào trong cơ thể ta, lúc đó thi triển công kích đem tiểu tử kia một kích tiêu diệt. Nghe được giọng nói lạnh lẽo của Thiên Xà, hai người Băng Huyền thoáng chần chờ, nhưng rồi chỉ có thể miễn cưỡng gật gật đầu. Thân ở trong biển lửa khủng bố, nếu trong cơ thể bọn họ không có băng tôn lực hộ thể, chỉ sợ không chịu nổi nỗi khổ bị thiêu đốt. Đối với hai người bọn hắn cười khổ, Thiên Xà lại chưa từng để ý, hai mắt gắt gao nhìn một chỗ trong không gian ngoài băng kính, nơi đó mơ hồ có một đạo thân ảnh. Suy suy, ngũ sắc hỏa diễm điên cuồng phá hoại xung quanh, dưới loại nhiệt độ khủng khiếp như thế này, giọt nước mưa trên băng kính chắc chắn càng ngày càng nhiều, băng kính tuy dày cũng dần dần trở nên mỏng manh. Cục diện bên trong trận như vậy, không ít người bên trong Diệp Thành đều cảm thấy da đầu có chút tê dại. Đạo thân ảnh trẻ tuổi làm cho bọn hắn rung động khó tưởng tượng được, không chỉ đầu tiên là đánh bại hồn điện hộ pháp, hiện giờ lại bằng vào sức một người đem tam đại trưởng lão của băng hà cốc vây khốn bên trong biển lửa. Không thể động đậy, chiến tích bực này nói lên liền có thể làm cho con người ta nhiệt huyết sôi trào, huống chi hiện giờ lại được tận mắt nhìn thấy. Răng rắc, trước vô số luồng ánh mắt chăm chú của mọi người, một thanh âm rất nhỏ đột nhiên từ bên trong quang trận truyền ra, vô số luồng ánh mắt lạnh lẽo mạnh mẽ ngưng tụ. Chỉ thấy trên băng kính vô cùng chắc chắn bắt đầu nứt ra từng cái khe thật nhỏ,
Biển lửa thật là khủng khiếp, thậm chí ngay cả tam đại trưởng lão của băng hà cốc liên thủ cũng chống đỡ không được. Nhìn một màn này, mọi người xung quanh chỗ Diệp Thành nhất thời phát ra vô số âm thanh xôn xao kinh hãi. Thình thịch, tốc độ khe nứt lan tràn càng lúc càng nhanh, về sau rốt cục mạnh mẽ run lên, chợt âm ầm bạo liệt, vô số vụn băng bắn ra bốn phía, một luồng hàn khí kinh người từ bốn phía tràn ra trong lúc nhất thời lại đem biển lửa ngũ sắc chấn lui. Hàn khí tràn ngập, băng huyền cùng băng hoa gầm lên một tiếng, một chiêu riêng rẽ cùng phát ra ở phía sau lưng thiên xà. Một tiểu băng kính nhỏ bé ẩn chứa đấu khí bàng bạc dữ dội tuôn ra sau khi tiến vào trong cơ thể thiên xà. Theo băng huyền cùng với băng hoa đem băng tôn lực đưa vào trong cơ thể thiên xà, chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên. Từng tầng băng màu lam nhạt lặng yên toát ra từ phía làn da của thiên xà, trong nháy mắt liền hình thành một bộ đồ băng mỏng manh màu lam nhạt ở bên ngoài thân thể. Mà lúc băng tầng xuất hiện thì một luồng hàn khí cực kỳ khủng bố màu lam nhạt từ trong cơ thể thiên xà trào ra. Tại dưới hàn khí màu lam nhạt, chỉ thấy ngũ sắc hỏa diễm chung quanh thiên xà bị đẩy ra ngoài 10 trượng. Mỗi một lần hỏa diễm đánh tới cũng bị từng đợt xương trắng nồng đậm bạo xuất chống đỡ. Khi băng tầng màu lam nhạt hiện lên thì thiên xà liền cảm giác được ngũ sắc hỏa diễm mang đến nhiệt độ khủng khiếp đã tiêu thất hơn một nửa, lập tức trong hai mắt chớp động ngẩng đầu, âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Viêm ở xa xa, thanh âm lạnh lạnh mang theo vô số tận hàn ý quanh quẩn bên trong quang trận. Tiểu tử, kết thúc tại đây thôi. Ngữ điệu lạnh lạnh hạ xuống, thủ trưởng của thiên xà đột nhiên nắm chặt, từng luồng năng lượng giống như chất lỏng màu lam nhạt từ trong lòng bàn tay trào ra. Bên trong năng lượng màu lam nhạt còn nổi lơ lửng dày đặc những vụn băng thật nhỏ, lóe ra ánh sáng quỷ dị. Tay thiên xà nắm giữ một đoàn chất lỏng năng lượng màu lam nhạt từ trong bàn tay xông ra, đoàn chất lỏng trực tiếp tạo thành băng cung màu lam khổng lồ cỡ chừng 2 trượng. Cái chuôi băng thần cung nhất xuất hiện, hàn khí bên trong phiến thiên địa đột nhiên tăng lên dữ dội, đột nhiên khiến cho khí thế ngũ sắc hỏa diễm vốn ngập trời cũng phải lui về phía sau một chút. Băng thần cung, sắc mặt thiên xà âm hàn, bàn tay kéo dây cung, âm thanh kéo kẹt vang lên ở bên trong, chậm rãi kéo căng dây cung, hàn khí khủng bố quanh mình hội tụ đến bên trên dây cung. Một đạo lam băng tiễn khổng lồ to tầm 1 trượng từ từ hiện lên. Băng tiễn hiện ra xa xa trên bầu trời, sắc mặt Tiêu Viêm cũng trầm xuống. Hắn có thể cảm giác được ở chỗ băng tiễn kia, ngay cả biển lửa ngũ sắc tràn ngập vây quanh cũng yên lặng xuất hiện một cái khe. Thiên xà không hổ là cường giả đấu tông, quả nhiên thật khó thu thập như vậy. Khẽ hít sâu một hơi, trong mắt Tiêu Viêm cũng xẹt qua một chút sát khí. Thủ ấn đột nhiên biến đổi, thủ ấn biến hóa, bên trong quang trận tràn ngập ngũ sắc hỏa diễm đột nhiên nhanh chóng sôi trào, chợt dữ dội hướng đến Tiêu Viêm tuôn ra, sau đó ùn hội tụ trên cánh tay phải. Xùi, kèm theo sau càng ngày càng nhiều ngũ sắc hỏa diễm hội tụ trên cánh tay Tiêu Viêm, một cái cánh tay khổng lồ tràn đầy ngũ sắc hỏa diễm lớn 10 trượng chậm rãi mấp máy hiện lên, bao bọc bên ngoài cánh tay Tiêu Viêm, từ từ nhìn lại, giống như là hỏa thần có được lực lượng diệt thiên. Một mũi tên này sẽ lấy mạng người. Nhìn cánh tay của Tiêu Viêm được bao phủ bởi hỏa diễm khổng lồ, thiên xà khóe mắt cũng nhảy dựng, chợt trên mặt tăng thêm vẻ dữ tợn, quát lạnh một tiếng, năm ngón tay kéo dây cung, vút một tiếng, năm ngón tay khẽ buông ra. Băng thần tiễn, băng phong thiên địa. Khi ngón tay buông ra làm băng tiễn khổng lồ khoảng 1 trượng kêu vút một tiếng, liền mạnh mẽ phóng đi. Băng tiễn lướt đến đâu, trong thiên địa hàn khí đại thịnh, ngay cả cái màn lửa xung quanh cũng đều trở nên ảm đạm dị thường. Tiêu Viêm mặt đầy sát khí, trong đồng tử nhanh chóng hiện lên dấu vết màu lam cực lớn, trong mắt thoáng hiện lên vẻ hung ác. Thân thể hơi chậm lại, sau đó trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, bàn chân đạp mạnh hư không. Cua bàn tay khổng lồ giống như hỏa thần tí, lấy một loại khí thế hung hãn nhất định đánh xuống, mạnh mẽ công kích lam cung tiễn đang lao đến, một quyền oanh kích chính diện. Hỏa thần tí diệt thiên địa. Lưỡi lửa năm màu và luồng sáng màu lam vẫn như thạch xẹt ngang trời, dưới vô số ánh sáng trận trường quan sát, ầm ầm lao thẳng vào nhau, khí thế như muốn đánh vỡ cả tinh không. Oanh, cuồng lửa khổng lồ có hình dáng như cánh tay hỏa thần phẫn nộ mà giáng xuống, cuồn cuộn sôi trào một lượng có thể hủy diệt thiên địa. Băng. Âm thanh sắc bén chói tai vang vọng khắp bầu trời, như muốn đâm toạc linh hồn của tất cả những ai đang có mặt tại đây, khiến họ phải đau đớn ôm đầu bịt tai nhăn nhó. Luồng khí lạnh lẽo buốt màu lam lúc này chợt bùng nổ thành một bức tường băng trong suốt bao phủ cả đất trời, hàn khí lan tỏa khắp nơi, không gian mờ mịt một tầng hơi băng giá. Vừa lúc đó, nắm tay rực lửa khổng lồ kia đã lao đến đập mạnh vào tường băng màu lam tràn ngập hơi lạnh buốt giá. Trong phút chốc, sắc lửa ngập trời đã điên cuồng cuộn lấy từng tia hàn khí lam sắc, bắt đầu giằng co cắn nuốt lẫn nhau. Ngũ sắc hỏa diễm và băng lam hàn khí che phủ cả nửa bầu trời, năng lượng từ trong đó hỗn loạn sôi trào lan ra, uy thế dường như lay động cả không gian. Thiên xà lơ lửng giữa tầng không, áp lực từ nơi băng hỏa giao hội truyền đến làm cho lão có cảm giác cánh tay mình sắp vỡ tung, không thể chịu đựng thêm được. Lão phi thường hiểu rõ, nếu bây giờ lão lùi bước thì lực lượng hủy diệt từ hỏa thần thủ sẽ tức tốc đập tan
bức tường băng kia mà đánh cho lão thành vụn thịt, nên còn bao nhiêu hơi sức thiên xà đều giúp cho cả lần tranh đấu này, chứ tuyệt đối không thể lùi bước nữa rồi. Ánh mắt dữ tợn như rắn độc của lão quắc lên, nhìn chừng chừng vào bóng người mờ nhạt ẩn hiện sau làn sương lạnh rồi há miệng hét lớn. Băng huyền, băng hoa, mau truyền đấu khí! Nghe tiếng quát của thiên xà, băng huyền băng hoa ở đằng sau thoáng sự người rồi nghiến răng vung hai tay lên áp vào lưng của lão, đấu khí như một dòng sông cuồn cuộn tuôn ra. Dưới sự trợ giúp của luồng đấu khí khổng lồ này, áp lực trên người của thiên xà lập tức giảm hẳn đi. Trong mắt lão cũng lóe sáng một tia ngoan động, thiên xà gầm lên, băng phong cực hạn. Tiếng quát vừa dứt, luồng đấu khí đang mạnh mẽ truyền vào lưng lão bỗng sôi trào dữ dội rồi xông thẳng đến tường băng màu lam phía trước. Có thêm sự bổ sung cường đại này, tầng khí lạnh càng lúc càng trở nên bút giá, sức lam của tường băng càng lúc càng đậm. Chỉ sợ một đấu tông tiến lại gần chỗ này sẽ hóa thành tượng băng ngay tức khắc, mà ngay cả linh hồn cũng chẳng thể thoát ra được. Răng rắc. Những tiếng động thanh thúy cực kỳ nhỏ không ngừng vang lên, khiến cho đồng tử trong mắt Tiêu Viêm cũng phải co rút lại. Hỏa thần thủ không ngờ lại bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng màu lam, làm cho sắc mặt của nó thoáng chốc mờ đi. Thiên xà chống cự quá mức mãnh liệt và ngoan cường đã vượt ra ngoài dự đoán của hắn, không thể tiếp tục dây dưa với bọn họ được. Thiên hỏa tam huyền biến cũng đã sắp đến hạn rồi, cơ thể cũng sắp suy yếu, lúc đó đừng nói là thiên xà, chỉ cần một trưởng lão của băng hà cốc ra tay cũng dư sức đẩy ta vào chỗ chết. Một tia sáng cực kỳ khó phát hiện lóe ra trong mắt Tiêu Viêm. Hắn hít sâu một luồng hơi nóng bỏng, thủ ấn liên tục biến đổi, chỉ thấy những hỏa linh trong ngũ luân ly hỏa trận toàn thân bừng bừng sáng lóa, phóng ra năm cột sáng khác màu rực rỡ rồi tụ cả vào trong hỏa thần phủ. Thêm một lần nữa được trợ lực, hỏa thần phủ bùng lên ngàn vạn tia hào quang loáng như là ngọc, khiến cho lớp băng mỏng đang bao bọc xung quanh nó lập tức bốc hơi. Cảm nhận lực lượng từ hỏa thần thủ truyền đến, khuôn mặt của Tiêu Viêm thoáng hiện lên một chút dữ tợn. Hắn phất tay áo cho hỏa thần phủ tiếp tục đánh mạnh vào lớp tường băng trong suốt phía trước. Rầm rầm, quyền vừa chạm đến, hàng loạt tiếng nổ tung trời chuyển đất vang lên, năng lượng rào rạt lan tràn, tầng tầng lớp lớp va chạm vào tấm màn lửa của ngũ luân ly hỏa trận, khiến cho nó phải lay chuyển dữ dội. Một quyền hạ xuống, hỏa diễm và hàn khí điên cuồng giao thoa, không gian cũng phải rạn nứt rồi bung ra một cái lỗ đen chừng nửa trượng, hắc ám một màu khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Hàn khí đang che phủ cả nửa bầu trời dưới tác động của hỏa thần phủ chợt nhộn nhạo hẳn, ngọn lửa năm màu hừng hực vươn dài những cái lưỡi dữ tợn của mình mà cắn nuốt khí lạnh xung quanh, khiến cho bức tường băng màu lam cũng dần tiêu tán. Đồng dạng hàn khí cũng kịch liệt xâm nhập vào hỏa thần phủ, tạo thành những vết nứt nẻ sâu hoắm trên cánh tay rồi bốc hơi ngay lập tức. Tuy vậy có vẻ sức ăn mòn của hai luồng năng lượng đáng sợ này càng lúc càng suy yếu đi rồi. Nhìn hỏa thần phủ và bức tường băng đang mờ nhạt dần, trên khuôn mặt thiên xà hiện lên một nụ cười âm độc. Lão đã thành công chống đỡ được đợt công kích khủng khiếp của Tiêu Viêm, lão tin tưởng loại chiêu thức cấp bậc này hắn nhất định không có khả năng thi triển thêm một lần nữa. Việc lão cần làm bây giờ là kéo dài thời gian, đợi cho thiên hỏa tam huyền biến của Tiêu Viêm mất đi tác dụng, lúc đó hắn chẳng phải là cá nằm trên thớt hay sao? Dưới ánh mắt lạnh lẽo quan sát của thiên giả, tường băng và hàn khí lúc này đã tiêu tan không còn sót lại chút nào, mà hỏa thần thủ cũng nổ vang một tiếng rồi biến mất. Thay vào đó, cả bầu trời bất chợt tràn ngập hoa tuyết tung bay, xen lẫn với tiếng cười lồng lộn đầy đắc ý của thiên giả. Có điều lão cười chưa được bao lâu, thân ảnh Tiêu Viêm vừa hiện ra trên bầu trời lại một lần nữa lao vụt tới. Thiên giả âm trầm nhìn hắn phi gần lại, trên khuôn mặt nhăn nheo thoáng hiện lên một nét cười nhạo báng. Còn muốn xông đến sao? Liều mạng đổ tất à? Bàn tay khô quắc của hắn nắm chặt lấy xài trượng, bước chân bước tới, hàn khí trên người một lần nữa ào ạt tuôn trào. Thân là đấu tông đỉnh phong, đấu khí của lão mạnh mẽ thế nào, đâu phải Tiêu Viêm có thể so sánh. Bóng người lao đến cực nhanh, trong phút chốc đã xuất hiện trước mặt thiên giả, tay áo bào rộng rồi phụt ra một tiếng hóa thành tro tàn, lộ thành một cánh tay trần trụi. Trên bàn tay lồ lộ một bông sen, ba lửa màu trôi nổi một cách quỷ dị. Tam sắc hỏa liên đột ngột xuất hiện khiến cho thiên xà sửng sốt toàn thân, da lông rì dựng đứng cả lên, bởi lão có thể cảm nhận được ẩn giấu bên trong đóa hoa này là lực lượng hủy diệt cuồng bạo đã từng hiện diện ở nơi hỏa thần thổ lúc nãy. Đồng tử trong mắt lão co rụt lại cực độ, hàn khí theo đó nhanh như chớp phun trào, khí thế tưởng chừng che trời phủ đất, bao lấy thân hình thiên xà vào trong. Thân ảnh vừa tiếp cận lão như một bóng ma kia cũng không vì thế mà dừng lại, bàn tay nắm giữ tam sắc hỏa liên như lưu tinh vung mạnh, thật mạnh vào trong ngực của thiên xà. Xét đánh sao kịp bưng tay, dù là thiên giả cũng không thể ngăn được tình thế như thế. Lửa cháy ngang lúc này, hỏa liên tỏa ra khí tức cường đại như vậy, đâu phải muốn xuất là xuất. Tiêu Viêm, hắn ngưng tụ đóa hoa kinh khủng như thế từ lúc nào mà lão không hề hay biết. Nhưng lúc này có nghĩ gì thì cũng không còn tác dụng. Thời gian cho thiên giả chỉ đủ cho lão vung quải trượng lên, chắn ngay trước ngực, phanh. Kỳ tích đâu phải lúc nào cũng xuất hiện. Tiêu Viêm nhe răng cười, đóa sen lửa ba màu cứ thế tống thẳng vào ngực thiên giả.
Một cuồng lửa khổng lồ cuồng bạo lên trong mắt mọi người, che phủ cả đất trời. Sức nổ cực mạnh đã chấn nát mọi thứ, kể cả tấm màn lửa từ hỏa trận của Tiêu Viêm. Chỉ nghe ầm ầm những tiếng nổ dữ dội liên tiếp vang lên, năm hỏa linh trong trận cũng dần tiêu tán. Hỏa liên nổ mạnh đã bao trùm tất cả, Băng Huyền, Băng Hoa đứng sau Thiên Xà cũng không kịp né tránh, bị sức ép tống mạnh vào, máu tươi phun đầy trời, thân thể như diều đứt dây văng ngược ra sau, rồi như một hòn đá lao thẳng vào Diệp Thành, cày nát hàng loạt nhà cửa tạo thành một vệt dài đổ nát. Vô số ánh mắt như dại ra, hàng loạt cái miệng không khép lại được mà nhìn đến chỗ hai người Băng Huyền vừa rơi xuống, rồi tất cả lại đồng loạt ngước lên trời, nhìn vụ nổ cực lớn nhuốm đỏ cả thiên địa. Trong lòng không khỏi nảy lên một tia lãnh khí, vụ hộ pháp lơ lửng trên bầu trời, nhìn cuồng lửa mà linh hồn chấn động, lực lượng Tiêu Viêm vừa bày ra đã khiến cho lão như người thấy hơi thở của tử thần đang lẩn khuất đâu đây, khiến hắn chợt cảm thấy vô cùng hối hận, vì sao tôn lão già đời như thế lại cho đây là một nhiệm vụ hoàn toàn có thể nắm chắc, bởi lúc này lão đã biết được, cái mà tôn giả cho là nhiệm vụ dễ như lật bàn tay, thật ra là cửu tử nhất sinh. Oanh oanh, khi vụ hộ pháp còn đang hối hận không thôi, thì từ trong cuồng lửa, ngất trời kia một bóng người văng mạnh ra sau, máu tươi vung vãi tung tóe theo đường lui. Thiên Xà, vụ hộ pháp trợn mắt nhìn, kẻ vừa bị đánh bay đó chính là Thiên Xà. Khuôn mặt của Thiên Xà lúc này trắng bệch, máu ùa từng ngụm, tay vẫn nắm nửa thanh trượng cãy, mà thân hình như lá rụng giữa cuồng phong bắn tít ra xa. Lão đã trọng thương, mức độ còn kinh khủng hơn cả vụ hộ pháp. Dầm, cả thân hình nhuốm đầy máu tươi của Thiên Xà bay thẳng vào Diệp Thành, đâm sầm xuống đất tạo thành một cái hố cực lớn rồi nằm rũ ra bất động, không biết sống chết. Băng Hà Cốc bại, cả tòa thành rộng lớn im lìm không một tiếng động, từng ánh mắt nhìn đến tấm thân tơi tả của Thiên Xà mà ra đầu tê dại. Tại trận chiến hôm nay đã để lại trong đầu tất cả những người ở nơi đây hai chữ chấn động. Quyết chiến thiên kinh, như vậy cả đời này của bọn họ có thể trông thấy được mấy lần. Trên trời, vụ hộ pháp như đã chết đứng, đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn Thiên Xà chẳng biết sinh tử ra sao. Một nỗi sợ hãi mãnh liệt dâng trào, chỉ thấy lão giật giật nảy người lên, thân hình nhoáng động, tựa hồ muốn bỏ trốn. Nhưng thân hình lão chưa di chuyển được bao nhiêu thì không gian sau lưng vụ hộ pháp mơ hồ rung lên, một cánh tay lực cực kỳ quỷ dị nhẹ nhàng đẩy lên vai lão, khiến cho lão tê cứng toàn thân. Bên tai vụ hộ pháp khẽ vang vọng những âm thanh lạnh lùng mà nhàn nhạt sát khí. Lão cứ cử động đi, xem mình có biến thành tro bụi hay không. Vụ hộ pháp bắn run người, khó nhọc quay đầu nhìn lại, trước mặt lão hiện lên một khuôn mặt trẻ tuổi nhưng dữ tợn và tràn ngập sát khí. Đập vào mắt vụ hộ pháp là vẻ mặt lạnh lùng dữ tợn của Tiêu Viêm. Trên khóe miệng hắn lúc này đang rỉ ra những vệt máu, quần áo rách nát nhìn khá là tơi tả và chật vật. Hiển nhiên vụ nổ lớn lúc nãy cũng khiến hắn bị chấn thương. Có điều nếu so với Thiên Xà thì chút thương thế ấy thật không đáng nhắc tới. Thân thể vụ hộ pháp như cứng đờ đi dưới âm thanh rợn rợn đó, mắt lão cũng trở nên tái nhợt. Lão có thể cảm thấy rất rõ, bàn tay đang đặt trên cổ của mình đang lưu chuyển một luồng kinh lực cực kỳ hung hãn. Chỉ cần Tiêu Viêm không kiềm giữ sát khí trong lòng thì như cái mạng lão ô hô ai tái ngay tức thì. Tiêu Viêm đưa một tay lên lau đi vệt máu trên khóe miệng, ánh mắt không chút tình cảm nhìn chằm chằm vụ hộ pháp. Lão già hộ pháp của hồn điện ngày xưa tung hoành trên Vân Lam Sơn, bắt đi dược lão ngay trước mặt hắn, không ngờ vài năm sau thế sự chuyển rời, lão lại trở thành cái bộ dạng này, ngoi ngóp thở như một con cá trên tay hắn. Trước kia lão có từng nghĩ đến ngày hôm nay không? Tiêu Viêm nhếch miệng, nét mặt hắn tuy đang mang vẻ tươi cười nhưng ngữ khí sao vô cùng lạnh lẽo, từng tiếng nói của hắn chỉ thoảng qua như hơi thở nhàn nhạt bên tai ấy. Ấy vậy mà vụ hộ pháp lại nghe lạnh trong lòng. Nếu như ngươi giết lão phu, hồn điện sẽ khiến ngươi không có đất đặt chân ở Trung Châu. Ngươi nên nhớ, hồn điện không phải là Băng Hà Cốc. Cố nén sự sợ hãi tử vong đang chập chờn trước mặt xuống, vụ hộ pháp giáng miệng nói, cất lời uy hiếp. Tiêu Viêm nheo mắt lại, cười. Nghe tiếng cười mơ hồ của hắn, trong lòng vụ hộ pháp như dậy lên một cảm giác bất an, nhưng lão còn chưa kịp dãy ruộng, vô hình hỏa nóng rực đã phụt ra từ bàn tay Tiêu Viêm, bao phủ toàn thân lão vào trong. Ngọn lửa vô hình vừa tiếp xúc với thân thể vụ hộ pháp thì hàng loạt tiếng kêu thét thê lương thảm thiết cũng vang lên. Vẫn lạc tâm viêm có hiệu quả đặc trị với linh hồn, tổn thương mà nó mang lại thật vô cùng kinh khủng. Vụ hộ pháp đã mất đi màn khói đen che chắn quanh thân, không còn thứ gì có thể giúp lão tránh khỏi sự trừng phạt đầy thống khổ và tàn độc này nữa rồi. Đau lắm hả? Tiêu Viêm nhìn vụ hộ pháp dãy dụa quằn quại, bàn tay nắm lấy cổ lão càng siết chặt, vẻ mặt người thanh niên càng trở nên hung tợn lạ thường. So với nỗi khổ mà sư phụ ta phải chịu đựng ở hồn điện thì chút đau đớn này có là gì hả? Dù ta có đem lão biến thành tro bụi, có khiến cho lão hồn phi phách tán cũng là chuyện rất bình thường, biết không? Vụ hộ pháp co quắp vùng vẫy dưới sự thiêu đốt của Vẫn Lạc Tâm Viêm, lão liên tục há mồm la hét đến khản hơi, mãi đến khi không còn sức lực gào giống, chỉ có thể hộc lên như dữ thú chậm thương, thì trong lòng lão cũng chợt xuất hiện một cảm giác hối hận. Hối hận không phải vì lão bắt đi được dược trần, mà hối hận vì ngày xưa sao không bóp chết Tiêu Viêm tử trong trứng nước. Ngày đó Tiêu Viêm trong mắt lão chẳng khác gì một con sâu vô hại, một cái tát đơn giản cũng đủ khiến hắn về với ông bà. Nhưng đáng tiếc trên đời này không bán thuốc hối hận, ngày trước lão gieo nhân, nay lão phải nhận lấy quả mà thôi. Bột bột bột.
Mấy tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên, Tiêu Viêm xoay người lại nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn giả đang tươi cười nhìn hắn. Cách lão không xa là Thiên Xương Tử, sắc mặt âm độc lạnh lùng, không ngờ lão phu cũng có lúc nhìn lầm người. Thiên Xương Tử lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, chậm rãi cất lời. Tiêu Viêm liếc mắt sang lão, vừa định nói gì đó thì cảm thấy trong cơ thể đột nhiên khẽ chấn động. Hắn liền biết đó chính là dấu hiệu Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đang suy yếu và sắp đến giới hạn của nó rồi. Hắn lập tức lấy vài viên hồi khí đan nhét vào miệng, sắc mặt nhợt nhạt đến lúc đó mới trở nên khá hơn. Ngươi có thể thấy, thực lực của nhị tinh đấu tông mà đánh bại ba người thiên xà đích thật là vượt xa khỏi sự tưởng tượng của lão phu. Nhưng thật đáng tiếc, băng hạ cốc chúng ta lần này quyết không thể phạm sai lầm nữa. Thiên Xương Tử lạnh lùng. Nghe lão nói thế, Tiêu Viêm nheo nheo đôi mắt, lòng khẽ động. Địa yêu khôi lỗi cách đó không xa liền lao vút đến bên cạnh hắn. Lúc này hắn đang ở bên trong trạng thái suy yếu dần, nếu cường địch xuất hiện thì chuyện xảy ra thật khó nói. Không cần hù dọa tiểu bối, ngươi hôm nay đừng mong có thể ra tay. Thiên Hỏa Tôn giả nhướng mày rồi quay sang Tiêu Viêm. Tiểu hữu cứ nghỉ ngơi, lão già kia để cho ta. Nghe lão nói vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, mắt vẫn cảnh giác nhìn Thiên Xương Tử chằm chằm. Bây giờ không phải lúc thích hợp để hắn động tay động chân. Nếu lão gia hỏa này thật sự nhắm hắn đánh tới, hắn làm gì còn sức lực mà thi triển thêm một lần nữa bí pháp được nữa. Nghỉ ngơi sao? Đúng là khinh thị hồn điện ta không có người, thích bắt ai thì bắt nhỉ. Thân hình Tiêu Viêm vừa lui lại vài bước thì giọng nói vừa thản nhiên vừa mạnh mẽ như sét giữa quang trời đã vang lên, khiến cho ai nấy đều giật mình kinh hoàng. Dưới âm thanh bình thản đó, hàn khí đang bao trùm cả Diệp Thành chợt dập dờn sôi lên rồi đột ngột bị xé toang. Từ nơi đó vô tận xua khói đen kịt mờ mịt tuôn trào như muốn che phủ cả đất trời. Trong thoáng chốc, dưới ánh mắt kinh hãi của chúng nhân, màn khói đen kịt dần dần cuộn xoáy tụ lại một chỗ giữa tinh không. Lốc xoáy đen kịt chậm rãi ngưng động, hắc khí mờ nhạt đi để lộ ra 10 bóng người. 10 người này khí tức tỏa ra thật sự không kém, đặc biệt là người đứng đầu. Người này vận một bộ áo bào màu xanh thẫm, nhìn rất già nua, toàn thân không toát ra chút năng lượng nào. Thế nhưng khi lão xuất hiện, cả phía không gian xung quanh như chấn động mà run lên. Hồn điện đấu tôn. 10 người nọ hiện thân rõ đã khiến cho Diệp Thành lập tức vang lên hàng loạt tiếng rì rầm kinh hãi, không ít người còn sửng sốt đến dại hẳn ra. Diệp Thành hôm nay quả nhiên là náo nhiệt chưa từng thấy được. Cường giả mà ngày thường nằm mơ cũng khó gặp, ấy vậy mà giờ liên tiếp xuất hiện như cải trắng bán đầy ngoài chợ. Khi đám người này vừa đến thì Tiêu Viêm cũng sững sờ, nét mặt hắn trong phút chốc xa sầm. Hắn thật không nghĩ được người hồn điện tại sao lại đột nhiên kịp thời chạy đến đây. Sắc mặt Thiên Hỏa Tôn giả cũng thoáng bối rối, lão nhìn chừng chừng về phía người áo lam. Ai khác không thể cảm nhận được khí tức của người kia, nhưng lão thì vô cùng hiểu rõ thực lực của người đó thậm chí còn xa hơn cả Thiên Xương Tử, đã đạt tới nhị tinh đấu tôn rồi. Tình hình hôm qua quả thật càng lúc càng bất ổn. Ngược lại với nét mặt trầm trọng của Tiêu Viêm và Thiên Hỏa Tôn giả, Thiên Xương Tử cũng tươi tỉnh hẳn lên, trên khuôn mặt còn thoáng lên một nụ cười. Lão hả hê liếc mắt nhìn Thiên Hỏa Tôn giả rồi hướng về phía lão giả áo lam chắp tay chào hỏi. Hà hà, ra là Thanh Hải Tôn giả, không ngờ chuyện này lại có thể kinh động tới đại nhân vật như ngài. Thiên Xương Tử đã lâu không gặp. Người áo lam được gọi là Thanh Hải Tôn giả cũng chắp tay chào Thiên Xương Tử rồi cười nhạt. Lão phu cũng vừa mới nhận được tin này mà thôi, vốn lão phu đang có nhiệm vụ trong người, nhận được cấp báo có chút hiếu kỳ mới đi qua đây. Tôn lão, mau bắt lấy thằng nhãi này, hắn là Tiêu Viêm, người mà điện chủ đích danh cần tìm đó. Khi mấy người Thanh Hải Tôn giả xuất hiện, vụ hộ pháp đang bị Tiêu Viêm nắm chặt cổ, chợt như sắp chết, bấu được nhành cây, dùng hết hơi sức tàn vùng lên hét lớn. A! À! Tiêu Viêm, nhãn thần thập phần lạnh lẽo vô hình, diễm cuồn cuộn xoay chuyển vây kín lấy vụ hộ pháp rồi phong vào cái bình ngọc vừa mới lấy ra từ trong nạp giới. Trong tiếng hét dài thê lương của lão, cất bình ngọc vào nạp giới, hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn đám người Thanh Hải phía xa. Thấy Tiêu Viêm thản nhiên hạ độc thủ ngay trước mặt mình, Thanh Hải khẽ nhíu mày, trong mắt toát ra một vẻ kinh ngạc. Ngươi là Tiêu Viêm? Mặc kệ lão hỏi, hắn vẫn im lặng không trả lời mà chuyển thân đứng lên ra sau địa yêu khôi lỗi. Hà hà, không ngờ đã bị hồn điện truy tầm mà nhóc con vẫn to gan hoành hành như chỗ không người, gan dạ lắm, can đảm lắm. Thấy Tiêu Viêm vẫn im lặng, Thanh Hải chỉ lắc đầu cười khẩy rồi uể oải nói, thả người ra đi rồi theo bản tôn đến hồn điện một chuyến. Nghe Thanh Hải nói xong, Thiên Hỏa Tôn giả trầm mặt xuống, đang định động thân thì Thiên Xương Tử đã như cái bóng chập chờn lao đến rồi bám sát lão. Cút! Thiên Hỏa Tôn giả sầm mặt lạnh lùng quát, hà hà, nếu như ngươi có bản lĩnh thì cứ việc, ta đây không ngại. Thiên Xương Tử cười nhạt rồi nhìn sang Thanh Hải. Thanh Hải Tôn giả, lão già này là đồng đảng của tên nhãi kia, có điều cứ để y cho lão phu, ngài yên tâm bắt lấy tiểu tử đó là được rồi. Thanh Hải nhìn kỹ Thiên Hỏa Tôn giả một lượt, trong đáy mắt thoáng hiện lên một chút kinh ngạc. Lão gật đầu cười, làm phiền ngài vậy, đợi bản tôn bắt giữ Tiêu Viêm xong sẽ qua trợ giúp ngài. Thiên Xương Tử cũng mỉm cười đáp tạ rồi nhìn Thiên Hỏa đang cau có bực bội, ánh mắt xẹt qua ý lạnh lùng nhạo báng. Thanh Hải không để ý tới Thiên Hỏa Tôn giả nữa mà quay sang Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng cười, sau đó lão bước về một bước, lập tức không gian dao động như sóng dập dềnh. Thấy cử động của Thanh Hải, nét mặt của Tiêu Viêm chợt hết sức khó coi, hắn tức tốc lui nhanh ra sau, trong mắt bộc phát một cỗ điên cuồng.
Thân hình Tiêu Viêm vừa lui thì không gian trước mặt hắn như cong đi, Thanh Hải đã hiện ra, lão đưa bàn tay gầy guộc chộp về phía trước, ngay lập tức bầu không khí xung quanh Tiêu Viêm liền đông cứng lại, khiến hắn đứng sững trên bầu trời. Một chiêu với lại động không gian này, nếu trong tình trạng toàn thịnh, Tiêu Viêm thừa sức có thể phá vỡ, nhưng hắn vừa thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến xong, thân thể đang hư nhược vô cùng, làm sao có thể giải thoát được nữa. Nhóc con à, người mà hồn điện muốn, xưa nay chưa từng ai thoát. Thanh Hỏa vừa cười nhạt vừa chậm rãi đi về phía Tiêu Viêm, bàn tay khẽ đưa về phía trước rồi chụp xuống đỉnh đầu của hắn. Nhìn bàn tay càng lúc càng gần, sự điên cuồng trong mắt Tiêu Viêm càng lúc càng sâu, dị hỏa trong cơ thể đã bị bắt đầu hòa trộn vào nhau. Khi bàn tay của lão sắp đụng đến thiên linh cái của Tiêu Viêm, không gian ngưng động đang cầm tù, hắn chợt phình lên rồi nổ tung ra, mà sau đó một lượng không gian còn khổng lồ gấp bội đã nhanh như chớp ập đến, chế trụ ngược lại Thanh Hỏa. Khi tất cả yên tĩnh, một bóng máu trắng khướt thoa và diễm lệ mới hiện ra, dưới vô số ánh mắt kinh hoàng sừng sốt, bóng người che chắn ngay trước mặt Tiêu Viêm mở miệng cất ra những lời như trong ngọc trạm, nhưng tràn ngập sát khí lạnh đến mức thấu xương, vang vang khắp bầu trời. Dám đả thương hắn, người chết.